Rồi, xin chào anh em nha. Hôm nay mình lại tiếp tục bình xăng nha anh em. Hôm nay là mình về được mấy cái bình xăng quen pha nhỏ nha anh em. Quen pha đời 203, 204 nha. Quen pha 203, 204 bình trăm, dưới bình trăm GS, bình trăm 25. Chứ bình mới 100 nha anh em. Bình quen pha mới 100, bình bình xăng con 17, 2 đồng tiền. Đó. Mình có hiện tại là có 4 loại trên bàn nha anh em. Mới cũng có mà hàng tháo xe zin toàn bộ nha anh em. Mấy cái hàng tháo xe là cái này là toàn bộ hàng zin nha. Rồi chắc tìm quay cho anh em xem nè. Đó, dàn này là bình 100 quen pha nhỏ nha anh em, quen pha nhỏ 203. Hàng kế tiếp là 125 nha anh em, 125 Thái nha. Bình 125 Thái. Kế tiếp là bình quay A 100, quay GS đó là xài chung nha anh em. Đó, quay GS là xài chung. Toàn bộ máy bình này toàn bộ là zin hết nha anh em, chưa phục hồi nha. Máy bình này chưa phục hồi, trái ga còn zin toàn bộ hết nha. Chưa phục hồi gì hết. Ba anh em là garanti đầy đủ, không chở xăng dư. Lên ga ngọt. Bên mình có bảo hành cho anh em nha, bảo hành cho anh em lên xe luôn nha. Gắn vô xe ok rồi mình mới hết bảo hành nha. Anh em gắn lên xe chạy ngọt, không chở xăng dư, garanti đầy đủ thì mình hết bảo hành. Còn nếu mà gắn lên xe có trục trặc gì thì anh em cứ việc gửi về cho mình nha. Gửi về thì mọi chi phí bên mình chịu hết nha. Đó, bên mình sẽ bảo hành cho anh em mọi chi phí hết, như tiền ship gửi đi, gửi về là mình chịu hết. Rồi bảo hành cho anh em hết. Anh em đừng có nghĩ là gửi về mình không gửi lên nha. Có bảo hiểm có ông khách ông hỏi là sợ gửi về rồi không gửi cho gửi trả lại nha anh em. Cái này bên mình bán hàng là anh em đừng lo nha. Bán hàng mà ông khách hỏi gửi là gửi về rồi bảo hành rồi mày khách trả lại không là chết luôn. Bên mình là bán hàng là uy tín nha anh em. Cứ việc gửi về cho mình kiểm tra rồi mình đổi cho anh em bình khác nha. À, bây giờ để anh quay chi tiết những bình mình đang trên bàn này nha anh em. Trước tiên bình là quen pha nhỏ nha anh em. Đây quen pha nhỏ nè. Trái ga ngắn luôn. Trái ga ngắn nha anh em. Đúng đời quen pha nhỏ nha. Cái này xài cho super đều vẫn được nha anh em. À, để mình chỉ cho anh em cái quen pha nhỏ nè. Cái phá cái cộng dây nó là xài con ốc vàng nha anh em. Còn của GS là nó có cái móc vàng. Đó, quen pha nhỏ với GS là nó khác nhau nha anh em. Đây để mình quay cho anh em nè. GS là nó có cái quen cắt gió riêng nha anh em. Còn quen pha nhỏ là không có nha. Đó, quen pha nhỏ là không có, GS là có. Trái ga GS thì nó cũng dài hơn, trái ga quen pha thì nó nhỏ hơn. Cái phá xăng của GS thì nó dài màu đen. Còn của quen pha nhỏ là khóa xăng ngắn. Đó, rồi chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi bình xăng quen pha nhỏ 203, 204 này mình bán cho anh em với giá là 370.000 nha. 370.000, 370k một bình. Bao cho anh em toàn bộ hết nha. Bao là garanti đầy đủ. Lên ga ngọt, không chảy xăng dư. Chung mấy hàng bình xăng này mình bán bảo hành cho anh em hết, bao cho anh em lên xe luôn. Bình còn khá đẹp nha anh em. Trước khi bán cho anh em thì mình gắn lên xe mình test thử nha. Bình nào mình cũng test thử hết. Test ok rồi mình mới gửi cho anh em nha. Đây mình có chiếc xe để thử nè. Toàn bộ bình nào mình cũng gắn lên thử hết. Yêu cầu bán cho khách là mình phải thử hết nha nè. Không bình nào mình cũng thử hết. Không thử là để gửi cho anh em là hư, gửi về bảo hành chết luôn. Rồi bình quen pha nhỏ 203 xài chung với super 370.000. Bình GS nè, cái bình này mình thử rồi nè anh em. Rồi mình để chữ ok nè. Rồi như là garanti đầy đủ ngọt đồ hết rồi mình mới đánh dấu vô đây nè. Bình cũng còn khá đẹp nha anh em. Đó, đầy đủ. Cái bình quay A này nó cũng bằng giá luôn nha anh em. Quay A GS này là nó bằng giá luôn, 370.000 một bình. Còn cái bình 125. Bình 125 của số Kim Thái nha anh em, Kim Thái.
xài trong khu chợ một rồi xài chung nha Nam. Đây, nó cũng khóa xăng dài nè. Nó là khóa xăng dài nè nha Nam. Đó, bình nào nói chung là bình nào mình cũng test cũng thử hết. Cái bình 125 này thì mình bán cho anh em với giá là 450 ngàn một bình nha, 125. 125 Thái. Cháy ga đồ bao đẹp cho anh em nha. Nói chung là bình xăng này bán thì cũng bao cho anh em toàn bộ hết á. Bao cho anh em lên xe chạy chừng nào im thôi, không im thì gửi về mình bảo hành nha. Còn cái bình xăng mới. Bình xăng mới 17 2 đồng tiền, 2 đồng tiền này nha anh em. Đây. Bình xăng mới 17 2 đồng tiền mình bán cho anh em với giá là 160.000 một bình nha. Anh em nào xe mà tàn cũ gì đó, chạy mà chảy xăng dư về muốn rẻ thì mua loại bình 160. Còn anh em nào muốn ít hao xăng, chạy bền, ít hao xăng bền thì anh em mua bình này nha. 370. Nó có hai dòng, dòng nào cũng không hao xăng hết nha anh em. Nói chung bình zin của Honda là không có bình nào hao xăng hết. Máy này là bao cho anh em là không hao xăng nha. Tại vì mấy trái ga là chưa phục hồi gì hết là bao cho anh em là không hao xăng. Quay A, quay GS, quay pha nhỏ, gắn cho super rồi vẫn được luôn nha anh em. Nè, bình này là gắn cho super rồi ok luôn rồi. Đó, nó là cú quanh pha nhỏ. Rồi để mình test cho anh em coi cái bình 125 nè. Hiện tại là mình đang test thử cái bình 125 nha anh em. Rất là êm nha anh em. Bữa nay mình chỉ test bình 125 cho anh em coi thôi. Còn mấy cái bình kia thì để hồi mình thử sao. Nói chung là bình mình bán cho anh em là cái nào mình cũng gắn vô xe mình thử hết nha anh em. Không có cái nào mình không thử, toàn bộ thử hết. Đó, mình gắn vô xe mình thử hết. Rồi, bình nào mình cũng thử cho nha anh em. Guarantee ok nè. Gần tay đầy đủ nha nè. Quá êm luôn. Nhỏ nữa vẫn được nha nè. Trong cái gió nè, mình đã chỉnh sẵn vậy rồi. Anh em đừng có chỉnh nữa. Anh em cái việc để vậy mà xài thôi. Còn muốn chỉnh ra lớn nhỏ mình chỉnh cái này. Đó. Con ốc gió nè, con ốc Yanti nè. Còn con ốc gió mình chỉnh vậy là đúng rồi. Anh em không có cần thiết mà phải chỉnh lại. Tại vì anh em chỉnh cái này mà rồi nếu mà thợ thì không nói đi. Còn anh em mà tự ráp nhà anh em chỉnh rồi nó lạc gió là anh em không có bao giờ anh em gắn được hết nha. Còn cái này là chỉnh con ốc này thôi. Đó. Còn nhìn khi anh em gắn á, cái ga mà nó hụ á, anh em chỉnh không được. Nhìn khi nó bị treo cổng dây ga này nè. Cái ga nó dài nó kia. Anh em phải làm cho cộng dây ga nó vừa nó đủ mới được nha. Nó đủ mới được nha nè. Mới đủ nha nè. Đó. Đó. Rất là êm nha nè. Tại vì mình chỉnh rồi sẵn hết rồi. Anh em về cứ việc là chỉnh găng tay lớn nhỏ gì thôi. Không cần thiết mà phải chỉnh con ốc này nha. Mình chỉ cho anh em chứ còn anh em thợ thì rất là đơn giản đối với anh em thợ. Còn nhầm anh em mà tự gấp nhà thì nó hơi khó. Đó, mình gấp tới đâu thì mình chỉnh gió đó, chỉnh đừng có chỉnh gió, mình chỉnh ốc này nè. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Đó, rất là êm nha anh em. Guarantee mình chỉnh nè. Chỉnh guarantee rất là ngọt luôn. Rồi video mình đến đây kết thúc nha anh em. Anh em có mua loại nào thì cứ việc alo mình nha. Số điện thoại mình có để trên phần video clip với cái phần mô tả đó nha anh em. Ship code toàn quốc được kiểm tra hàng mới thanh toán. Còn riêng bình xăng này là mình sẽ bảo hành cho anh em lên xe luôn nha. Bảo hành cho anh em gắn lên xe chạy ngọt ok rồi mình mới hết bảo hành nha.
Rồi, cảm ơn anh em tin tưởng ủng hộ mình nha.